Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Mười Sướng. Ngày hôm nay thì mình rất vui khi nhận được một hộp quà bí ẩn. Và không biết trong hộp quà này sẽ có gì? Thì mình và các bạn hãy cùng xem trong này có gì các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ mở các bạn này. Wow, một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 các bạn đấy. Không thể tin được ạ. Không thể tin được là hộp quà này có điện thoại Samsung Galaxy Note 10 á. Rồi mình sẽ bóc xem trong này cái máy của nó thành như thế nào các bạn nhé. Đấy, hãy cùng mình đi xem máy này có gì. Đấy, mở ra. Ôi dồi, cuốn quá các bạn ạ. Đây, đầu tiên thì là một cái hộp hướng dẫn và một cái chọc xí các bạn nhé. Đấy, đấy là cái máy. Wow, đẹp dư. Ôi, mình chưa bao giờ thấy một cái màn hình nào nó mỏng như thế này đâu các bạn này, cóng mà mỏng. Còn nhìn bên ngoài thì đây là một cái máy nó thực sự là rất là nản, nó cầm cũng như là nó nhẹ như thế này luôn á, rất là đẹp, bắt mắt. Samsung Galaxy Note 10. Đấy. Rồi thì mình rất là hồi hộp có cái máy này, không biết nó sẽ là ở trên ghế như nào đối mình. Bản thân của mình nhé, là cái chủ mình chỉ quan trọng nhất cái chất lượng ghế như nào thôi. Còn những cái vẻ đẹp khác thì mình để là các phụ mình sẽ tìm hiểu giáo. Còn bây giờ mình sẽ vào ghế các bạn nhé. Đấy, bật lên cái màn hình nó nhìn rất là đẹp. Và đây là một cái màn hình cóng và rất là mỏng các bạn. Siêu mỏng luôn đó. Mình sẽ vào trong cái liên cuốn nha. Mình sẽ bật những cái cấu hình rồi là mắt. Mình không biết những cái máy này chức năng như nào, nhưng mình sẽ bật xuống tất cả cấu hình của liên cuốn mạnh nhất để xem nó có mượt hay không nhé. Rồi, như tất cả các bạn đã thấy thì mình đã vào game liên cuốn rồi. Thì đầu tiên của vào game liên cuốn này thì mình vào cái chắc chắn sẽ là vào cái màn hình cài đặt. Và mình sẽ bật full cấu hình từ A đến Z, tất cả cái gì cấu hình mình sẽ bật full hết lên để mình trải nghiệm cái máy này nó chơi có mượt hay không. Và mình sẽ bật lên nhá, quan trọng nhất của một cái máy là cái FPS cao này các bạn này. FPS cao này là cái quan trọng nhất của một cái máy. Và mình sẽ bật lên những cái gọi là đồ phân giải full HD, mình sẽ bật full này. Chất lượng hình ảnh full này. Đấy, chất lượng chi tiết cùng full này. Đôi camera cùng full này. Tốc độ camera thì cùng vừa full, bởi vì cái này tùy thuộc vào một người chơi. Đấy, quan trọng nhất của một cái máy để chơi liên quân mobile tốt hay không thì chúng ta sẽ bật được full cấu hình ở trong cái chế độ cài đặt chúng này. Và cái bảng điều khiển này thì chúng ta cũng không cần thiết là như nào đâu. Đấy. Chúng ta không cần thiết. Và tiếp theo, và mình sẽ vào tướng. Ui, mình cảm giác như các vị tướng nó sẽ có một cái màu sắc nó khác biệt hơn những cái máy thông thường mà mình đã sử dụng. Chẳng hạn mình sẽ vào đầu tiên vị tướng Nagatop nhé. Đấy, các bạn có thể thấy hình ảnh chi tiết máy của nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và với cái màn hình này, chúng ta được trải nghiệm cái hình ảnh cực kỳ thực tế và cực kỳ bắt mắt, cực kỳ đẹp luôn. Các bạn có thể thấy đấy, mình sẽ vào tương tướng này. Các bạn có thể thấy các vị tướng nó hoàn toàn là nhìn khuôn chuẩn của nó cực kỳ nét luôn. Đấy, các bạn thấy skin bắn heo chưa? Các bạn nhìn những cái máy bình thường khác các bạn sẽ thấy rất là khác biệt rõ ràng luôn. Đấy. Rồi, như các bạn đã thấy thì cái chất lượng hình ảnh của nó cực kỳ nét. Đấy, mũ rác đặc xỉ các bạn này. Cực kỳ nét luôn. Mình sẽ có siêu việt nhá. Đấy, ui dồi, cực kỳ đẹp. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, và cái quan trọng thứ hai nữa ấy, đó chính là cái con Nagaroth 5 kg. Thì đầu tiên các bạn muốn chơi combo Nagaroth 5 kg ấy thì chúng ta sẽ vào phù hiệu. Và mình sẽ chọn cho nó là phù hiệu má tỉnh các bạn nhé. Nếu bạn nào chưa biết thì các bạn hãy nhìn vào cái phù hiệu má tỉnh này. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm vị tướng Nagaroth nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Coi mình cũng muốn nắm chiếu hoặc là cái màn hình cóng này thì nó sẽ có làm cho mình kiểu word skill nó có khó hay không. Thì bây giờ mình sẽ vào này. Đấy, mình sẽ vào thử này, vào đổi luyện các bạn nhé. Rồi, cái thực sự là mình đánh giá rất cao với cái hình ảnh, cái màn hình của nó. Nó rất là sắc nét các bạn ạ. Màu mình nhìn rất khác với những cái máy bình thường mình đã từng dùng. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ vào nhá. Mình sẽ nâng cấp lên. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ nâng chiều nhá. Đầu tiên thì mình sẽ combo một combo đơn giản này, 211 nhá. Mình thử combo 211. Đấy, 11 rất nhanh. Đấy, các bạn thấy nhá. Combo 211 rất nhanh, mình sẽ bật cái vô địch hồi chiếu này. Combo 121 có như nào nào? 121 rất nhanh. Đấy, các bạn thấy chưa? Combo 121 đuôi về này, 12 là này, 121 đấy, 121 đấy. Ui rồi nhảy xá thế nhỉ. Đấy, các bạn có thể thấy là cách combo mình đã sử dụng những cái combo cơ bản của Nagaroth thì khá tốt. Còn bây giờ mình sẽ sử dụng combo năm chiếu còn quần ná như nào nhá. Đấy các bạn này, 1 2 3 dừng. Các bạn nhìn thấy tin tức này lại này, 1 đấy,
Đấy các bạn có thể thấy là mình vuốt sức cứu nó khá mượt nhé. Và nhiều bạn nó là cái viên nên nó rất là khó vuốt, thì bây giờ mình sẽ vuốt cái sức kín xuống như này này. Mình sẽ vuốt, các bạn thấy được răng ấy, là mình sẽ vuốt được full. Còn ví dụ nếu các bạn chơi một cái máy không có hình cống ấy thì nó sẽ rất là vuốt khó full ở đấy. Bây giờ mình sẽ vuốt này một. Đấy. Các bạn có thể thấy là mình vuốt được full. Mình vuốt được full luôn các bạn nhé. Hầu như là mình vuốt được full luôn. Đấy. Rồi, gió là gió, kiểu mình cay là cái này cho nên nó mình nó bị chạm cái đấy. Rồi. Mượt đó. Ui. Qua mượt đấy. Đấy, các bạn thấy là cách đấy, combo Nagarot cực kỳ mượt luôn. Mình sẽ có combo xuống nữa các bạn này. Combo Nagarot khó nhất của vị tử combo đó đó chỉ là vuốt skill xuống như này. Thì để xem mình thử vuốt skill xuống như này nó có mượt hay không các bạn nhé. Đấy. Cũng luôn mình kiểu cuối đấy cũng luôn, bởi vì nó có được cái lợi thế là cái màn hình cống. Cái màn hình cống này thì chúng ta sẽ vuốt được cuối này sẽ vuốt được hết luôn. Đấy các bạn có thể thấy là mình có bói ca mượt. Mình sẽ là 1-2-1. Đấy, 1-2-1 1-2-1 Rồi, cái này mình loạn các bạn. Thực sự là mình cảm nhận của nó thì thực sự rất là mượt luôn. Và cái quan trọng thứ hai của cái máy Samsung Galaxy Note 10 này ấy, đó chính là cái nó được trang bị cho cái 5G. Và các bạn đều biết 4G nó mạnh như nào đâu. Khi mà các bạn mà sở hữu được cái máy mà có cái 5G ấy, ở trong tương lai thì sẽ có 5G. Những cái máy này đó cài đặt hẳn rồi thì chúng ta sẽ chơi được Liên Quân không bao giờ lag giật, và không có một cái gì gọi là nó lag và không bị lag hết. Và mình trải nghiệm cái máy này thì mình cảm nhận được rằng ấy, đây cái chế độ quay đây này, các bạn có thể là vừa làm vừa quay clip này vừa chơi, trải nghiệm rất tuyệt vời. Những bạn nào làm YouTuber hay YouTuber các bạn có thể là vừa chơi vừa quay lại màn hình và chơi với đất mượt FPS 60 hoàn toàn và cực kỳ tuyệt vời luôn. Và mình đã trải nghiệm qua, mình cảm giác như là cái máy này nó thực sự rất tốt cho những bạn nào laptop, bởi vì là ngoài cái pin trâu ra thì nó sạc còn nhanh. Đấy, nên là mình đã trải nghiệm xong rồi, mình đánh giá tổng quan của tất cả là hoàn hảo, từ cái chất lượng hình ảnh đến cách chơi hoặc là đến các cấu hình, và mình không hề cảm thấy giật láng đâu cả. Rồi, vậy là mình vừa phải trải nghiệm xong game và nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn ngoài game ra thì nó sẽ còn rất nhiều cái thủ khác đối với mình nhá. Còn đối với những cái khác như rất là thủ hay là chính, thì chẳng hạn như ví dụ các bạn có thể là vào hay xem YouTube. Các bạn nào xem YouTube cái chất lượng hình ảnh các bạn miễn bàn nhá, cái chất lượng là 2K Plus. Đấy, nếu các bạn mà xem clip của mình ở trên YouTube đấy thì nó hoàn toàn cực kỳ tuyệt vời luôn, màu sắc cực kỳ đẹp. Ngoài ra nếu tất cả các bạn nào muốn xem những trang web quốc tế và khám phá những nền điện ảnh của các nước khác, tiếp theo mình cái chiếc máy này phù hợp để khám phá nền điện ảnh nhất Nhật Bản đấy. Các bạn hiểu ý mình chứ, rất là tuyệt vời luôn. Rồi mình thì thử xem trong này có gì nữa các bạn nhé. Rồi một chiếc sạc này, một chiếc sạc này và một cái tai nghe. Mình có nghe nói là cái dòng nốt lại của Samsung này thì sẽ có một cái bút, thì mình đã tìm cái bút này lúc nào ở đâu đây. Đấy rồi, đây các bạn nhá. Samsung Galaxy Note 10 nó sẽ có cái bút, và cái bút này như mình được biết đó gọi là cái bút S Pen. Thì mình sẽ lối nó ra như thế nào đấy, bấm gì một cái thì nó sẽ hiển đó, mình sẽ cày ra đó. Đấy, wow, một cái bút S Pen. Đây là một cái bút thân thành các bạn nhá. Công dụng của nó sẽ như thế nào ạ? Đầu tiên thì chắc chắn mình sẽ ghi những cẩm nang của mình chẳng tin to trong cái tuần này. Và thứ hai, công dụng của nó sẽ có rất nhiều công dụng rất là thân thánh. Thứ nhất đó chính là các bạn có thể là chụp ảnh được, có thể là chuyển ảnh nào từ xa các bạn nhé. Đấy, công dụng của chiếc bút S Pen này là một cái thân thánh của dòng Galaxy Note 10 này. Và đốt ra một đơn giản đó đấy. Rồi nói tóm lại, đấy là một chiếc điện thoại cực kỳ tuyệt vời, hoàn hảo để cho bản thân mình có thể là vừa chơi game vừa xem những cái kênh giải trí với cái chất lượng hình ảnh cực tốt và cái cấu hình cực khủng. Với lại có một chiếc bút S Pen thân thánh này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái công dụng, công năng có thể sử dụng rất tuyệt vời. Và nếu tất cả các bạn nào mà có nhu cầu muốn tàu như một chiếc máy khủng thì các bạn Galaxy Note 10 này là một sự lựa chọn rất tuyệt vời dành cho tất cả các bạn và bản thân mình.